Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn ở đây thông tin về những cái loại hình sản phẩm của dự án Zai Gai Nhà Bè, là một cái dự án gọi là được mong chờ rất nhiều từ những cái nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thì với cái dự án này thì có một cái quy mô là gọi là khá lớn, là 350 hecta, và ở trong đây là một cái chuẩn một khu đô thị thông minh đã kết nối rất là nhiều cái tiện ích gọi là có 102 tại Việt Nam. Thì cái dự án mà Phước Sửu đang giới thiệu cho mọi người là dự án Zai Gate Nhà Bè. Cái phân khu đầu tiên của dự án Zai River, của dự án Zai Gai Nhà Bè là Zai River Country One. Thì với dự án này thì tầm với cái phân khu đầu tiên trong 350 hecta là khoảng là 17,9 hecta, và trong này có khoảng là 359 căn là nhà phố, shop house, biệt thự và những cái căn dinh thự sát bờ sông. Thì như mọi người đang nhìn thấy, đây là dọc theo tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, là cái màu vàng là những cái căn shop house. Những căn shop house này thì dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ và có diện tích là 7 x 18. Những căn góc thì có thể lớn hơn một tí xíu, những căn góc thì gọi là góc hai mặt tiền. Với cái căn shop house 7 x 18 thì được xây dựng là một trệt ba lầu, sân thượng và áp mái, và có thiết kế cầu thang máy để di chuyển ha. Thì với mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ này, cái căn này thiết kế một trệt ba lầu, thì quý anh chị khi mà sở hữu cái sản phẩm này thì quý anh chị có thể là cho thuê 2 đến 3 tầng, còn lại mình có thể ở 2 tầng trên cùng, nên là nó rất là phù hợp, và nó có thang máy di chuyển lên tầng trên cao, nên nó rất là phù hợp cho quý anh chị vừa mua để ở và vừa có thể là cho thuê hoặc tự kinh doanh. Dọc theo cái đường Nguyễn Hữu Thọ này thì ngoài con đường Nguyễn Hữu Thọ 60m thì quý anh chị còn có thêm một con đường đó là 12m, con đường 12m để cho quý anh chị có thể là dừng xe lại là để mua sắm kinh doanh buôn bán. Theo như những cái dự án khác, giống như dự án của Phú Long hoặc những dự án khác, thì chủ đầu tư sẽ xây dựng ra sát đường Nguyễn Hữu Thọ và không có lối đi lại mua sắm, nên cái vấn đề mua sắm hoặc là di chuyển lại nó khá bất ổn, và dạng như những dòng sản phẩm shop house như vậy nó cũng ít chuộng khách hàng. Nhưng mà đối với GS là một cái tập đoàn rất là tinh tế, họ có sẽ sẵn sàng chừa một con đường rất là lớn để cho xe có thể là dừng lại mua sắm và có thể là đậu xe hơi xe máy để là di chuyển vào những cái căn shop house mình có thể là di chuyển mua bán ha. Thì bên trong là màu tím, thì có những căn nhà phố mặt sau đường Nguyễn Hữu Thọ với diện tích là 7 x 17 và thiết kế là một trệt hai lầu sân thượng. Tất cả các căn nhà phố là đều quay về hướng Tây và Tây Nam. Với chủ đầu tư này, tất cả những căn nhà phố shop house biệt thự đều là hoàn thiện bên ngoài, những cái tiện ích xung quanh và nhà thô bên trong. Rồi, đây là màu xanh dương, thì diện tích của căn này là căn biệt thự song lập, gọi là biệt thự song lập nhỏ, thì diện tích của cái căn này là 9,5 x 17, được xây dựng một trệt hai lầu áp mái. Và đây là những cái màu hồng, là diện tích ngang là 250 m², là biệt thự đơn lập. Và ngoài ra chủ đầu tư có những cái sản phẩm song lập 10 x 20, được xây dựng theo là thành gọi là song lập hai căn ghép lại thành một căn, thì thiết kế là một trệt hai lầu và có chừa sân vườn bên hông. Ngoài ra thì chủ đầu tư có thêm sản phẩm là đơn lập 300 m², đơn lập 300 m² đối diện trực diện ra bờ sông, và đơn lập 300 m² có 150 m² sân vườn, và những căn dinh thự là 300 m² và 300 m² sân vườn trực diện bờ sông ha. Thì Phước Sửu sẽ đi chi tiết đầy đủ thông tin của từng thiết kế chiều cao và thiết kế khoảng lùi của từng loại hình nhà phố shop house biệt thự căn hộ để cho quý anh chị nhìn thấy rõ được là những cái căn này thiết kế như thế nào, và có thể là phù hợp với lại cái nhu cầu để ở và đầu tư của mình.